Quay sang tình hình tại Tây Ban Nha. Bộ Y tế Tây Ban Nha vào ngày hôm nay thông báo nước này đã ghi nhận 655 trường hợp tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng do virus này lên con số là 4.089. Mặc dù vậy, đà tăng này vẫn được xem là lạc quan so với mức tăng cao kỷ lục 738 trường hợp trong một ngày trước đó. Trong khi đó, số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 cũng đã tăng lên mức là 56.188 trường hợp so với con số 47.610 trường hợp ghi nhận trong ngày 25 tháng 3, tức là ngày hôm qua. Phó Thủ tướng Tây Ban Nha là Carmen Calvo hiện đang phải điều trị tại bệnh viện sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tây Ban Nha là quốc gia chịu tác động mạnh của COVID-19, đứng thứ tư thế giới sau Trung Quốc, Ý và Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì tại Ý, quốc gia có số trường hợp nhiễm COVID-19 cao nhất trong khu vực đã chứng kiến một tỷ lệ gia tăng nhiễm mới tương đối thấp hơn. Văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới tại khu vực Âu Châu vào ngày hôm nay cho biết, cơ quan này đã nhận thấy những tín hiệu đáng khích lệ trong bối cảnh tỷ lệ các trường hợp nhiễm mới COVID-19 tại Ý đã giảm xuống. Phát biểu trong cuộc họp báo, thì Giám đốc khu vực Âu Châu của WHO là ông Hans Klug nói như sau, chúng ta đang bắt đầu nhận thấy một số tín hiệu khích lệ, Ý quốc gia có số trường hợp nhiễm COVID-19 cao nhất trong khu vực, đã chứng kiến một tỷ lệ tăng trường hợp nhiễm mới tương đối thấp hơn. Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để nói rằng nước này đã đạt đỉnh của đại dịch.